Xôn xao một năm ca sĩ Bolero bị tố ngoại tình, cùng người mới bức tử vợ cũ để giành quyền nuôi con. Người đăng bài tố nam ca sĩ chính là vợ cũ. Người vợ rất đau khổ và lo lắng khi không biết tình hình con gái của mình hiện tại thế nào. Vụ việc bé VA, 8 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong đang gây xôn xao dư luận. Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, cháu VA sống cùng bố ruột và dì ghẻ tại một chung cư ở quận Bình Thạnh. Bố mẹ cháu A ly hôn từ tháng 8 năm 2020. Đáng nói từ thời điểm này, phía bố cháu A cấm cản nên mẹ con cháu A rất ít khi được gặp nhau. Chính vì vậy, khi nghe tin con mình qua đời một cách đau đớn, người mẹ ruột của cháu A đã rất sốc. Vượt qua nỗi đau tột cùng ấy, người mẹ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng mong đòi lại công bằng cho con. Khi mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ, đồng cảm với người mẹ tội nghiệp của bé VA thì tối ngày 30 tháng 12, một tài khoản NT đã đăng tải bài viết xin cứu giúp con gái 2 tuổi khiến dân mạng chú ý. Người này cho biết mình cũng là một người mẹ và có hoàn cảnh giống mẹ cháu V. À, chỉ khác ở chỗ là giờ này T không biết con gái 2 tuổi của T có bị dì ghẻ bạo hành hay không vì suốt hơn 1 năm qua. Gia đình của ba bé và người tình đã cắt đứt mọi liên hệ của hai mẹ con, người này chia sẻ. Trong bài tố của mình, NT cho biết chồng cũ của cô là nam ca sĩ Bolero NBQ, hai người có với nhau một cô con gái. Thời điểm ly hôn, tòa quyết để T nuôi con, tuy nhiên bố của cháu bé không tự nguyện thi hành án và cùng người tình và gia đình giấu con gái của T là bé M suốt từ 4 tháng tuổi đến nay bé đã 2 tuổi hơn, T chia sẻ. T cho biết thêm, chồng cũ không trực tiếp chăm con mà để cho ông bà nội giữ. Còn anh ta và người tình ăn nhậu, vui chơi, quay MV ca nhạc đánh bóng tên tuổi. We'll be right back.